Dự kiến học sinh thành phố Hồ Chí Minh khai giảng giữa tháng 9 theo hình thức trực tuyến, theo ông Nguyễn Văn Hiếu. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã có tờ trình Ủy ban Nhân dân thành phố về kế hoạch năm học 2021 và 2022. Trong đó dự kiến sẽ khai giảng năm học mới vào giữa tháng 9 theo hình thức trực tuyến, chậm hơn 2 tuần so với thời điểm tựu trường sớm nhất quy định trong khung thời gian năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết sở đang xây dựng nhiều phương án khác nhau về kế hoạch năm học mới cho từng bậc học. Khối lớp tùy theo tình hình dịch, trong đó sẽ có phương án học sinh bước vào năm học với việc dạy học trực tuyến. Nếu áp dụng kịch bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ cân nhắc điều chỉnh phương án dạy trực tuyến đối với học sinh tiểu học theo hướng thiết kế các chủ đề phù hợp hơn, giảm bớt khó khăn cho các nhà trường, phụ huynh và học sinh. Một khó khăn khác mà lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nêu trong hội nghị tổng kết năm học 2020 và 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học mới là hiện hầu hết trường học ở thành phố đều đang được trưng dụng làm nơi cách ly điều trị COVID-19. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đang phải rà soát thống kê tình hình sử dụng thời gian trao trả các điểm trường và tiến hành khử khuẩn vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho năm học mới. Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2021 và 2022, số học sinh trên địa bàn thành phố có thể sẽ giảm do ảnh hưởng bởi COVID-19. Sẽ dao động ở mức 1,5 triệu học sinh. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất trong đợt dịch COVID-19 năm nay và cũng ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện năm học mới. Dự kiến, ngày 13 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi về kế hoạch năm học mới và thời điểm khai giảng.